Phần lần trước thầy đã giới thiệu cho quý vị sơ qua về trường hợp của hoàng tử gọi là Tamalinda, phải không ạ? Hoàng tử Tamalinda tương truyền là vị này là con của vua Rajavarman đời thứ bảy, và vì này là một cái đương nhiên là chúng ta cũng biết rằng là vì này là vị tu sĩ Phật giáo, và vua Rajavarman đời thứ bảy đã đưa cái vị này sang Tích Lan để mà tu học theo truyền thống của Mahavihara, tất nhiên là đại tính xã bên Tích Lan đó. Cái việc mà chọn lựa cho cái người con của mình sang Tích Lan, quý vị biết đấy cũng là cả vấn đề. Bởi vì đương thời quý vị biết rằng là Phật giáo của Miến Điện, Phật giáo của Campuchia đương thời khi mà tồn tại như vậy thì đã có mặt những cái Phật giáo xung quanh. Thứ nhất, mình loại ra Phật giáo Trung Quốc đi, mình loại ra cái Phật giáo Việt Nam đi, bởi vì Phật giáo Việt Nam là thuần Phật giáo Đại Thừa rồi. Tất nhiên trong đó có Phật giáo Ngũ Thủy, nhưng mà Phật giáo Ngũ Thủy thì yếu, Phật giáo Đại Thừa. Thì chúng ta loại ra cái yếu tố Phật giáo Trung Quốc, loại ra yếu tố Phật giáo Triều Tiên, loại ra yếu tố Phật giáo Việt Nam. Thế thì những cái đất nước của Phật giáo Ngũ Thủy nó nằm xung quanh đó. Tí dụ như Phật giáo Thái Lan, đúng không? Phật giáo của Miến Điện, Phật giáo Tích Lan. Tại vì sao vua Rajavarman lại không chọn cái Phật giáo của Thái Lan, không chọn Phật giáo Miến Điện mà lại chọn Phật giáo Tích Lan? Chúng ta phải đặt vấn đề chứ, phải không? Có đâu mà. Và quý vị nhớ giúp cho thầy, Thái Lan nằm sát bên hông của Miến Điện, phải không? Gần Miến Điện hơn là đi qua Tích Lan. Nhưng mà tại vì sao vua Rajavarman lại đưa con của mình sang Tích Lan? Lý do, một lý do quan trọng nhất đó là gì? Bởi vì Tích Lan là một cái đất nước. Thứ nhất, đó là đất nước đầu nguồn, đất nước gốc của Phật giáo Ngũ Thủy. Bởi vì Tích Lan là cái đất nước mà được Phật giáo Ngũ Thủy được truyền đầu tiên, từ Ấn Độ được truyền đầu tiên sang đó. Đó. Thứ hai, là vua Rajavarman rất hiểu rằng là tất cả những tinh hoa, những truyền thống, thậm chí tam tàng thánh điển vẫn đang còn được giữ lại ở tại một cái đất nước. Tất nhiên những đất nước đó có, nhưng mà được hoàn hảo nhất là tại Tích Lan, quý vị thấy đó. Thế thì cái yếu tố quan trọng nhất là tất cả những giá trị của Phật giáo Ngũ Thủy đều tồn tại ở Tích Lan. Vì vậy cho nên vua Rajavarman đã quyết định đưa con mình sáng đỏ để lưu học. Và cái quan trọng nữa đó là cái truyền thống thọ giới. Quý vị biết rằng là chọn cái truyền thống thọ giới chính thống đó là cộng là cả vấn đề. Bởi vì học được những cái giá trị đó, rồi lấy tất cả những giá trị truyền thống mà giá trị hay đó đem về truyền lại cho đất nước của mình cũng là cả một cái vấn đề. Đó, vì vậy cho nên đức vua cũng đã trăn trở rất nhiều để đưa con mình sang đó để mà du học. Cho nên á, vì vậy mà khi Phật giáo Ngũ Thủy đấu tranh để sống con ở tại đất nước xứ tự này, tức như là tại Tích Lan, thì Phật giáo đã hình thành tính kiên cường bất khuất và phát sinh sự phục hưng khắp thế giới Phật giáo, rồi cuối cùng lan rộng ra khắp Miến Điện, Thái Lan, Vương quốc người Mon, tất nhiên Lana Sukhothai, Lào và Campuchia. Đó, quý vị thấy đó. Tất nhiên là Tích Lan được xem như là nước đầu nguồn, nước đăng ánh về Phật giáo Ngũ Thủy. Vào thế kỷ thứ 13, các sứ đoàn từ những nơi nói tiếng Mon Khmer như là gì? Simla, Miến Điện, Campuchia và Tích Lan đã đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình phục hưng này. Tiếp theo, khi hoàng tử Tamalinda trở về sau 10 năm thọ giới, lúc bấy giờ ông là một trưởng lão. Cái chữ trưởng lão, thưa quý vị, thật sự ra nghe trưởng lão không phải chữ lão là già đâu. Đấy phải là già. Mà chữ trưởng lão theo tiếng Pali đó là chữ Tera.
T-H-E-R-A, Tera. Tera này có nghĩa trưởng lão là gì? Là một bậc, mà bậc đó bậc cao đức, bậc đó bậc tu hành, có như tinh tấn, bậc đó là cái người mà tu lâu năm, đại khái là vậy. Chứ không phải là nói là vì trưởng lão này, vì đó phải già, phải lớn, không phải. Đó. Cho nên những vị mà cao đức, những vị đó thường được gọi là Tera. Tera được gọi là trưởng lão. Đó. Cho nên quý vị để ý là các vị, phần lớn những vị tu sĩ bên Nam Tông thường hay có chữ mà đi kèm theo. Tỷ dụ như Ananda, thì trước chữ Ananda thường có chữ Tera hoặc là Tero, đúng không? Đó. Hoặc là Mahatero, đại trưởng lão. Đó, đúng không? Quý vị nghe đó. Cho nên thì lúc bấy giờ khi mà hoàng tử Tamalinda sang Tích Lan học xong và thọ giới ở tại đó. Cái quan trọng ở chỗ là học xong mà còn thọ giới tại đó nữa. Đó, thọ giới tại đó nữa. Và khi thọ giới 60 năm thọ giới rồi á, thì lúc bấy giờ hoàng tử là một trưởng lão, có thể truyền giới theo truyền thống truyền thừa của Phật giáo Nguyên Thủy, vốn được tôn trọng tính chính thống và từ chối mọi cải độ của Phật giáo Đại Thừa như tu tập mật giáo. Quý vị thấy đó, đây là vấn đề quan trọng. Bởi vì nếu như hoàng tử Tamalinda không thọ giới mà trở về Campuchia để thọ giới, thì khi mà truyền giới người ta sẽ không tin đâu. Cái độ tin cậy của người ta không lớn. Đó, thì quý vị hiểu không ạ? Nhưng mà thọ giới ở tại Tích Lan, với một cái đất nước mà có truyền thống thọ giới chính thống như vậy, và không phải là cái chùa khác đâu, mà ngay tại cái Mahavihara, tất nhiên là ngay ngôi đại tính xã đó luôn, cái nơi mà giữ một cái truyền thống thọ giới rất là nghiêm cẩn như vậy đó, thì tất nhiên là nổi tiếng và rõ ràng ai cũng phải công nhận. Vì vậy khi mà trở về nước á, thì thưa quý vị, hoàng tử có thể mở ra các cái giới đàn để truyền giới cho tất cả mọi người, thì kính thưa quý vị, mọi người đều chấp nhận. Và tất nhiên thầy tin rằng với tư cách là một cái người mà đã từng du học, đã từng tu học tại đất nước Tích Lan, một đất nước rất nổi tiếng về Phật giáo, và được thọ giới tại đó rồi, thì khi trở về đem tất cả những cái kiến thức, đem tất cả những hiểu biết của mình về Phật giáo, rồi thì thậm chí là về cả giới luật nữa, để truyền trao cho mọi người, thì tất nhiên, thứ nhất là mọi người đều tin tưởng, thứ hai, mọi người đều tự hào. Đó, vì vậy cho nên là hoàng tử Tamalinda đã có thể truyền thống, truyền giới theo truyền thống truyền thừa của Phật giáo Nguyên Thủy. Đó, mà từ chối hết mọi cải đổi của Phật giáo Đại Thừa như là tu tập mật giáo. Từ đó nhiều người đã chuyển hướng sang tín theo Phật giáo Nguyên Thủy. Sự cải đạo theo Phật giáo Nguyên Thủy với số lượng đông diễn ra trong xã hội Khmer như vậy đã dẫn đến một cuộc cách mạng bất bạo động khắp mọi giai tầng xã hội. Quý vị thấy đó. Và các học giả đã tìm mọi cách để giải thích về sự biến đổi đột ngột của nền văn minh Khmer. Đây, quý vị biết rằng là khi mà thay đổi niềm tin thì cả văn minh, tất cả mọi cái đều thay đổi. Nhớ dùm cho thầy điều này. Đó. Và tất cả mọi sinh hoạt xã hội đều thay đổi. Dễ sợ như vậy. Thế thì người ta đã đưa ra một cái vấn đề là cái chuyện gì xảy ra đây? Tại vì sao thay đổi? Và rồi thì những cái thay đổi nó có đáp ứng không? Như vừa rồi thầy giảng về Phật giáo Miến Điện, thì trong Phật giáo Miến Điện có đứa cũng dưới thời của vua Anahuatha là Phật giáo Nguyên Thủy được truyền vào do ngài một vị tu sĩ, ngài đó tên là Thiền A La Hán, ngài truyền vào. Thế thì các học giả mới đưa ra vấn đề như thế này là khi mà Phật giáo được truyền đến thì rõ ràng trong cung đình người ta họ cần nhất cái chuyện nghi lễ, đúng không? Họ cần chuyện nghi lễ dữ lắm, bởi vì trong cung đình đối với hoàng tộc là mọi chuyện nghi lễ rất cần. Thế thì Phật giáo làm được điều gì? Nếu Phật giáo Đại Thừa thì còn đáp ứng được chuyện nghi lễ, nhưng Phật giáo Nguyên Thủy thì không thể nào đáp ứng chuyện nghi lễ. Đó,
hiện mất đi một cái giá trị. Đó. Cho nên còn rất nhiều vấn đề thưa quý vị, không phải đơn giản. Trở lại vấn đề chúng ta có thể thấy nơi đây, dưới thời Ấn Có, nếu là Ấn Độ giáo, nếu là Ba La Môn giáo, thì họ đáp ứng hết mọi nghi lễ. Đúng không? Đáp ứng mọi nghi lễ, bởi vì những tôn giáo đó họ có thể thực hiện các nghi lễ rất là tuyệt vời, phải nói rất công phu, rất là tinh xảo, và họ có thể thực hiện mọi nghi lễ tốt đẹp. Tất nhiên Phật giáo Đại Thừa cũng vậy. Thì trở lại vấn đề thầy xin thưa luôn là quý vị thấy đấy. Thì dù như ở trong một cái ngôi chùa của Phật giáo Nguyễn Thủy, quý vị đến, quý vị sẽ thấy trong đó chỉ có một tượng Phật thôi, phần lớn là vậy. Sau này còn có một chút thay đổi, đó là có cái chuông nữa. Chứ còn ngày xưa không. Trong chùa hầu như không có chi hết á. Tất nhiên là vô trong thì đương nhiên là sẽ có tôn tượng của Ngài và mình lại. Còn quý vị thấy trong chùa Phật giáo Đại Thừa là có đủ hết, đúng không? Nào chuông, nào mỏ, rồi thậm chí nghi lễ của miền Trung, nghi lễ Bình Định, rồi nó có tang, có lính, rồi có khánh, đủ thứ cả, đúng không? Rồi có nạo bạc, có sập xòa, có trống, có chuông, đủ thứ cả, đúng không? Đó, biết bao nhiêu nghi lễ, biết bao nhiêu cái hình thức. Nhưng mà Phật giáo nói chuyện thì không. Thế thì ở nơi đây quý vị thấy rằng là thế thì phải nói rằng là khi mà Phật giáo Nguyễn Thủy được truyền vào vương quốc Khmer thông qua thái tử, gọi là thái tử Tamalinda. Và người ta bắt đầu thay đổi cái niềm tin đó để chuyển sang cái Phật giáo Nguyễn Thủy. Thưa quý vị, bây giờ mình giả sử một câu này, giả sử một điều như vậy. Chúng ta học chúng phải đặt vấn đề. Nếu như đương thời không phải là hoàng tử Tamalinda mà một người tu sĩ bình thường mà truyền Phật giáo Nguyễn Thủy qua Campuchia, chắc gì người ta đã tin, đúng không? Đúng không? Hoàng tử Tamalinda là một nhân vật đặc biệt của vương triều, là con của một ông vua. Nội cái thể không như vậy, nội có ý không như vậy, người ta đã đục tin rồi, phải không ạ? Huống hồ chỉ đi qua du học, đâu phải là ở một cái đất nước bình thường. Cho nên Đức vua ngài gọi là vua Rajavarman đời thứ 7 đã trắng trợ lắm. Muốn chuyển hóa một cái tôn giáo của đất nước, mình phải làm chuyện gì? Cái việc đưa con mình đi du học phải đưa ở chỗ nào? Thầy mới đặt vấn đề cho quý vị. Thầy Lan à, đưa qua bên Miến Điện sao? Tích Lan hay thậm chí đưa đi Ấn Độ đó? Vâng vâng. Cho nên ông trắng trợ những điều như vậy. Thì cuối cùng là khi mà hoàng tử Tamalinda thọ giới xong, trở về bắt đầu truyền bá Phật giáo. Và dần dần nhiều người đã chuyển hướng tín theo Phật giáo của thầy. Vì thế đó. Nhưng mà cái việc mà chuyển hóa để chuyển hướng tín theo Phật giáo Nguyễn Thủy theo một số đống trong xã hội Khmer như vậy đã biến thành một cái gì? Nơi đây các học giả đã ghi một câu rất đặc biệt, đó là cuộc cách mạng bất bạo động. Dễ sợ như vậy, quý vị thấy. Đây là một cuộc cách mạng bất bạo động, bởi vì nó không có cái chi mà phải bạo động ở trong đời, quý vị thấy không? Một cuộc cách mạng bất bạo động, một cuộc cách mạng rất âm thầm, lặng lẽ, dễ sợ vậy đó. Đấy. Mà nó đã chuyển hóa khắp mọi giai tầng của xã hội. Đâu phải là một trường bình thường. Đó. Thế mà từ đó thì các học giả đã tìm bằng mọi cách. Có một cái sự kiện như vậy, người học giả đã tìm bằng mọi cách để giải thích về một sự biến đổi. Mà biến đổi nó không phải bình thường. Kính thưa quý vị, đó là một sự biến đổi đột ngột. Đây. Một sự biến đổi đột ngột của nền văn minh Khmer. Người ta cho rằng nguyên do chính khiến cho Phật giáo Nguyễn Thủy đã thành công, kính thưa quý vị, đoạn này, đó là vì Phật giáo này đã tiếp cận phổ cập hóa, thấu nhận đệ tử và chư tăng, không những chỉ những thành phần cao cấp quý phái của vương triều, mà còn hòa minh vào các làng mạc, thôn xóm,
gần gũi với nông dân, làm cho Phật giáo Nguyên Thủy thâm nhập vào mọi giai tầng của dân gian Khmer. Và có phải chăng, thưa quý vị, chính cái cải mà gọi là cái tính chất đơn giản, giản dị, nhẹ nhàng của Phật giáo Ngũ Thủy cũng đã có thể là một trong những nguyên do để làm cho người Khmer chuyển hóa sang là Phật giáo, từ Phật giáo Đại Thừa sang Phật giáo Ngũ Thủy. Quý vị thấy đó. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy được rằng là những cái nguyên do như thế này nó rất là quan trọng, chứ không phải bình thường. Đó, nó là những cái để có thể nó đi đến những quyết định. Còn hơn nữa, chúng ta vẫn biết một điều như thế này. Ở giờ đời này, ấy, cái nhân duyên rất quan trọng, phải không? Đó. Thời cơ cũng rất quan trọng. Đó. Những cái đó rất quan trọng. Đó. Trước kia Phật giáo của thật sự ra, khi mà quý vị biết là ngày xưa mà khi mà thầy sang bên Campuchia để mà dự cái đại hội Phật giáo á, và khi mà đi tham quan Angkor Wat, Angkor Thom á, thì nghe những cái người hướng dẫn viên họ nói như thế này. Họ nói rằng là trước kia Phật giáo của Campuchia là Phật giáo Đại Thừa, thầy không tin. Vì sao? Bởi vì trước mắt của mình là Phật giáo Nguyên Thủy. Cho nên mình tin rằng, ủa, trước kia sao Phật giáo Đại Thừa? Nhưng mà sau đó thì thầy về, thầy đọc một cái quyển về gọi là lịch sử của đất nước Campuchia mà giới thiệu cho những cái người mà đi du lịch á, thì mình mới thấy được nhiều cái đoạn văn, và tất nhiên họ trích dẫn. Tất nhiên trong quá trình đi thì người ta mới giới thiệu, và mình có một vài điều mà mình ngạc nhiên. Đó là hồi xưa cái kiến thức thật sự mình nghĩ, ủa sao mà là cái Phật giáo Nguyên Thủy mà sao lại tín theo cái tín ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát? Và trong những cái đền thờ ở tại Ba Gión được quý vị thấy đó, những hình tượng của Ngài là những hình tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nụ cười của Ngài là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Đó, thì lúc bấy giờ thầy ngạc nhiên, nhưng mà những ngạc nhiên đó vẫn chưa có thể là khẳng định và giải quyết một cái lý do cho nó chính đáng rằng là tại vì sao mà người Campuchia bây giờ họ lại tin theo Phật giáo Nguyên Thủy. Mình vẫn chưa có đi đến một cái tin rõ ràng như vậy. Thì bây giờ đây, trong cái quá trình mà nghiên cứu để mà giới thiệu cho quý vị về Phật giáo Campuchia này, thì thầy mới thấy được rằng là hằng có nhiều cái điều rất là thú vị. Từ những cái quá trình chuyển hóa, thì sau này khi nào mình mới biết được rằng là từ một cái Phật giáo mà Phật giáo Đại Thừa thì bắt đầu từ từ chuyển hóa sang Phật giáo Nguyên Thủy. Đó. Cho nên ở đấy thì các cái học giả người ta giải thích rằng là đây, do vì là Phật giáo này họ đã không phải giới hạn ở bất cứ thành phần nào cả. Khi thâu nhận đồ chúng là không giới hạn bất cứ thành phần nào cả. Mà quý vị biết rằng thật sự ra đúng vậy. Phật giáo, khi mà thầy đến với những ngôi chùa Phật giáo Nguyên Thủy, cái việc thứ nhất là chư tăng họ giảng gì và họ dễ thương. Họ dễ thương ở chỗ là cái đầu thì đồi trời chân đạp đấy, còn đi chân không không à? Các vị đi chân không không à? Thầy có những đất nước, ví dụ Miến Điện như là Thái Lan, như là Campuchia hoặc như Tích Lan, thầy quý vị phân lợn đi chân không không à? Trời còn nặng bao nhiêu, trời như thế nào cũng là đi đều đầu trần vậy đó. Để đầu trần vậy. Và trong chùa cũng rất là đơn giản. Rồi thì quý vị thấy rằng là ngay cả cái bữa ăn của các vị vậy, thầy đã thưa rồi là trong một ngày họ chỉ ăn buổi sáng thì còn miệng chứ đó, và ăn bữa ăn chính là buổi trưa, còn lại là coi như buổi chiều thì không. Cao tay lắm thì có uống một ly sữa hoặc ly nước juice gì đó thôi. Đó. Mọi cái hầu như đơn giản. Và thậm chí cái cấu trúc ở trong chùa không có nhà bếp. Như lần trước thầy thưa với quý vị đó. Thì đó, những cái đơn giản như vậy, có phải chăng nó cũng phù hợp, nó phù hợp với những cái đất nước. Thì dù như là đối với Campuchia phù hợp. Quý vị có biết rằng trong này thầy đã từng thầy có viết ở trong này một số những cái đoạn mà Việt Nam
đã từng sang Campuchia và khuyên người Campuchia, khuyên người Campuchia tin theo Phật giáo Đại Thừa. Đó. Nhưng mà người Campuchia họ không tin. Họ cứ dứt khoát là tin theo Phật giáo của Thủy thôi. Đó. Thì ở đây, trở lại vấn đề ở nơi đấy, đó là người Campuchia đương thời lúc bấy giờ họ đã thay đổi từ một cái niềm tin của Phật giáo Đại Thừa để chuyển sang Phật giáo Nguyên Thủy. Và thời kỳ Hầu Ấn Có đã chứng kiến một sự hưng thịnh rất ấn tượng, rất rõ rệt của truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Pali ở Đông Nam Á và một sự lùi tan xảy ra đồng thời các truyền thống Bà La Môn giáo cũng giống như Phật giáo Đại Thừa. Thì tất nhiên là đến cái thời như vậy, những cái nước Đông Nam Á dọc như vậy, thì có một điều thú vị là gì? Khi mà người ta nghiên cứu trên một cái bình diện tổng thể, thì người ta mới thấy rằng là đương thời lúc bấy giờ thì cái Phật giáo đã, Nguyên Thủy ở Đông Nam Á thì lại phát triển, lại hưng thịnh rõ rệt. Bên cạnh đó, bản tường thuật năm 1423 của Thái Lan về giáo đoàn Tích Lan cho biết rằng có 8 tu sĩ người Khmer là truyền bá giáo phái chính thống của phái Mahavihara Tích Lan vào Campuchia. Đây, quý vị thấy rằng là cái việc thứ nhất là Hoàng tử Tamalinda đã từng đến Tích Lan, đến ngay Đài Tính Xã học Pháp, rồi truyền bá cái giáo pháp đó, truyền bá cái truyền thống đó vào Campuchia để cho người dân bắt đầu người ta họ phát triển, họ thay đổi và họ chuyển hướng sang Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng đến thế kỷ thứ 15 là năm 1423 thì cái bản tường thuật của Thái Lan đã có ghi rằng là có một cái giáo đoàn Tích Lan có 8 vị tu sĩ người Khmer là truyền bá giáo phái chính thống của phái Mahavihara của Tích Lan vào Campuchia. Tuy nhiên, sự kiện đặc biệt này lại gây hiểu nhầm về chuyển biến xã hội nổi bật vốn đang diễn ra từ cấu trúc tầng lớp tu sĩ đến hệ thống chùa chiền trên cơ sở làng xóm tại vùng đất Phật giáo Nguyên Thủy này. Khi tôn trọng triệt để kỷ luật tu viện, chư tăng phát triển chùa mình không những thành các trung tâm tôn giáo có đạo đức mà còn mang tính giáo dục, phục vụ xã hội và văn hóa cho người dân. Cho nên những nhà thám hiểm, nhà truyền giáo phương Tây xưa kia đã tường thuật cung khắp rằng đa số người Nam của Miến Điện, của Thái Lan, của Campuchia, Lào, Việt Nam đều biết đọc, biết viết. Đây cũng là một điều thú vị quý vị biết. Đa số những người Nam của những đất nước như Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam đều biết đọc, biết viết. Vì sao? Nhờ Phật giáo. Nhờ Phật giáo hội. Trong lúc đó, cho đến thế kỷ 19, tỷ lệ có văn hóa biết đọc biết viết đã gia tăng ở các nước châu Âu. Quý vị thấy không? Mãi cho đến thế kỷ 19, những nước châu Âu mới có cái tỷ lệ gia tăng của những người biết đọc biết viết. Quý vị có hiểu điều này không? Nó thú vị ở chỗ đó. Cái gì đã giúp cho những cái người của ở những cái đất nước như thế này, những đất nước mà nếu như so với ngày xưa người ta gọi là chỉ là tất nhiên là thiếu văn minh, đúng không? Đó. Nhưng thiếu văn minh hay là thậm chí như từ Việt Nam gọi là những đất nước mòi rờ mang rí. Đó. Thế đó mà quý vị thấy rằng là cái tỷ lệ của những người Nam mà của những đất nước như là gì? Những đất nước chúng ta thấy này, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Việt Nam, những đất nước phân lớn toàn là Phật giáo Nguyên Thủy. Thế đó mà tỷ lệ của những đất nước này so với những nhà truyền giáo phương Tây, khi mà họ đến truyền giáo và họ đưa ra những kết luận như vậy đó. Trong lúc đó đối với người phương Tây, những người nước châu Âu, thì đến thế kỷ thứ 19, tỷ lệ có văn hóa biết đọc biết viết lúc đó mới gia tăng, quý vị thấy. Và tại Campuchia, Phật giáo đã trở thành chiếc cầu nối của ngôn ngữ và văn hóa Khmer. Đó. Đây là một cái điều thú vị. Và đấy chính là cái điều
mà giúp cho Phật giáo tồn tại trên đất nước họ. Bây giờ thầy nói một chuyện đơn giản. Quý vị có biết rằng là cái tiếng Việt của mình đó, trong tiếng Việt của mình đó, cái nghĩa của chữ Hán rất nhiều, đúng không? Đó. Thì dù chữ tự do thôi, là chữ đó là chữ Hán rồi đó. Phải không? Nhưng mà dần dần biến thành cái chữ gọi là ngôn ngữ của mình rồi. Nhưng tất cả những cái gốc của nó là bằng cái tiếng gọi là tiếng Hán, tiếng Tao. Thế thì bây giờ đây, những cái tiếng đó có thể nó mất ở trên sách vở, bởi vì đến lúc người ta không dùng nữa. Quý vị biết là ngày xưa khi mà thầy học ở Đại học Vạn Hạnh, thì lúc bây giờ có những ngài, có nghĩa là những vị giáo thọ của thầy đó, mà khi ngài lên bảng dạy á, ngài nói tiếng Việt, mà ngài viết tiếng Việt toàn tiếng Tao thôi. Ngài hình như không viết tiếng Việt được. Cái thời của các ngài, quý vị biết rằng là có thời của các ngài á, là thời đó là gì? Có thời thì dù như là nếu tiếp xúc nhiều với người Pháp thì viết toàn tiếng Pháp và nói tiếng Pháp thôi, đúng không? Ở Việt Nam mình á, thì dù như bà ngoại của thầy là bà rất giỏi về tiếng Pháp. Bà vợ của ông xếp gá mà. Cho nên là bà nói tiếng Pháp bóc bóc à. Thế đó, cái thời của những con người đó thì cái hệ thống ngôn ngữ, tất cả những cái nền văn hóa nó ảnh hưởng. Để từ đó nó ảnh hưởng về ngôn ngữ, về phong tục tập quán, phải không? Thì cũng vậy, trở lại vấn đề thầy muốn thưa rằng trong ngôn ngữ Việt Nam chúng ta có cái ngữ nghĩa của tiếng Hán rất là nhiều. Thế thì bây giờ muốn đi tìm về những cái ngôn ngữ tiếng Hán đó mất ngoài dân gian rất là nhiều rồi, sách vở đống con nữa. Muốn tìm lại tất cả những chữ Hán đó, quý vị biết tìm ở đâu không? Đi vô trong chùa. Những cái chùa mà chùa ở Việt Nam, mà những cái chùa cổ, chùa xưa, chùa nay thì thấy nhầm nói, chùa nay tất nhiên cũng vẫn còn tồn tại những câu đổi chữ Hán đôi nơi nọ. Thầy ngày xưa mà khi tụng kinh, quý vị biết không? Cái bảng kinh của thầy tụng á, toàn bộ bằng chữ Hán cả. Toàn bộ bằng chữ Hán hết. Mình phải tiếp xúc với cái đó. Và khi thầy thi để thọ giới á, cũng phải học cho thuộc những cái chữ đó. Tại dù như bản kinh Như Thì Ngã Văn, những thời Phật Tại Xá Vệ Quốc, những từ như vậy, những ấm như vậy là mình phải thuộc. Cái thời nó như vậy. Bây giờ thời của quý vị thì quý vị là có thể thay đổi, và đương nhiên quý vị chỉ là bằng cái nghĩa của tiếng Việt, tổng bằng nghĩa tiếng Việt. Nhưng mà nếu bản gốc của nó quý vị muốn tìm để hiểu, bắt buộc quý vị phải vào ở nơi chùa. Có nghĩa chùa là cái nơi chi? Nó lưu lại những cái truyền thống, những giá trị của văn hóa, phải không? Cho nên ở đây những nhà nghiên cứu mới nói rằng là Phật giáo đã trở thành một chiếc cầu nối giữa ngôn ngữ và văn hóa của Khmer. Đó. Với sự phát triển của Thái Lan ở phía Tây và Việt Nam ở phía Đông, đế quốc Angkor cổ điển đã thực sự biến mất và khởi đầu cho một quốc gia Campuchia như ngày hôm nay. Trung tâm chính quyền đã bắt đầu chuyển khỏi Angkor đến một vị trí trung tâm hơn ở giữa Campuchia, khu vực gần Phnom Penh ngày nay. Và từ đó trở đi, Campuchia đã trở thành một đất nước của Phật giáo nguyên thủy. Đó. Thế thì bây giờ đây chúng ta xem một thử là sự chuyển hóa từ cái Phật giáo Đại Thừa sang Phật giáo Nguyên Thủy ở tại Campuchia nó như thế nào. Khoảng thế kỷ thứ 13, Phật giáo Nguyên Thủy đã thực sự chuyển hóa toàn bộ cùng khắp Campuchia. Đó, quý vị thấy đó. Như vậy, ít nhất chúng ta thấy được rằng là đến thế kỷ thứ 13 thì trên đất nước
Campuchia đã tồn tại cái hình thức của Phật giáo Nguyên Thủy một cách rất rõ ràng. Có nghĩa là đã tồn tại cung khắp hết tất cả. Vĩnh viễn không tồn tại bất cứ một hình thức tôn giáo nào khác nữa, quý vị thấy được. Có nghĩa là ngay cả Ấn Độ giáo, ngay cả Bà La Môn giáo, cả Đại Thừa, Phật giáo Đại Thừa đều không còn nữa. Trong vòng 1.000 năm qua, hầu hết tu sĩ Phật giáo Khmer khắp đế quốc Angkor Khmer đã sống một cách kín đáo, không phô trương, là những ẩn sĩ trong các núi rừng, sống liên hệ thầm lặng với dân làng ở những vùng đất xa xôi, hẻo lánh. Những tu sĩ này tồn tại như là những chất men trong hàng thế kỷ, đã truyền bá giáo dục, xây dựng truyền thống dân gian địa phương thông qua những lễ hội, những câu chuyện kể và những lễ nghi. Đó, quý vị thấy rằng là những vị tu sĩ họ sống thầm lặng, họ sống gọi là hòa minh vào trong làng xóm tất cả mọi người để mà họ truyền đạo. Đó, để họ truyền đạo. Tỷ dụ như là đây, thông qua những lễ hội, họ tổ chức lễ hội này, lễ hội nọ để cho người dân ở nơi đó họ biết, à, đây là của Phật giáo. Rồi họ kể chuyện cho người ta nghe về những cái gì, về những câu chuyện tiền sanh của Đức Phật, về những cái cuộc đời của Đức Phật đã từng như thế nào, hoặc là câu chuyện của các cái vị đại đệ tử Đức Phật đó, và thông qua các lễ nghi. Đó. Thế thì tại sao đây các học giả mới để đưa ra những vấn đề này? Thế thì tại sao lại có một chuyện cuộc chuyển hóa toàn diện to lớn sang Phật giáo Nguyên Thủy như vậy? Một cuộc chuyển hóa giữa hình thức đã bất bạo động thầm lặng trên cơ sở văn minh vốn tồn tại hàng thế kỷ. Đây, quý vị thấy rằng là người ta đặt vấn đề. Các vị tu sĩ sống thầm lặng, các vị tu sĩ, đây là thầy nói tu sĩ Phật giáo Đại Thừa đó. Họ sống thầm lặng, họ sống hòa mình vào trong cuộc sống người dân. Để mà gì? Để truyền bá Phật giáo. Thông qua những hình thức, tí dụ như là lễ hội, tí dụ như kể chuyện dân gian, tí dụ như là lễ nghi, vân vân. Biết bao nhiêu hình thức. Thế đó mà tại vì sao lại có một cuộc chuyển hóa toàn diện và to lớn chuyển sang Phật giáo Nguyên Thủy như vậy? Đó. Phật giáo Nguyên Thủy bao quát và phổ cập khắp đến tất cả đệ tử và tăng sĩ, không những chỉ là vua quan triều đình mà còn có cả tầng lớp nông dân các làng mạc đã ngày càng gia tăng dân số tín đồ trong dân gian Khmer. Cuộc cách mạng chuyển hóa sang Phật giáo Nguyên Thủy là phong trào của các thường dân để chống cự hay phản đối gánh nặng đè nén duy trì tôn giáo gọi là thần vương của Phật giáo Đại Thừa và Ấn giáo. Đó. Thì đấy cũng là một người nghiên cứu và cái mà gọi là nhận định của những nhà nghiên cứu. Họ cho thấy rằng, họ cho thấy rằng là thời trước với Phật giáo Khmer, thì quý vị biết là Phật giáo Đại Thừa nó có một cái mối quan hệ gần gũi với Ấn Độ giáo. Và chính vì vậy cho nên cái quan điểm gọi là thần vương là một cái quan điểm mà các vua Khmer đều rất tôn sùng. Thần vương là cái gì? Đó là một quan điểm các nhà vua cho rằng á, mình chính là thần. Mà cái quan niệm của cái Ấn Độ giáo họ tôn sùng cái vị thần mà tối cao nhất của họ là thần Shiva, phải không? Thần Vishnu, đúng không? Thì các vị vua đó họ cho rằng là những vị thần đó chính là họ, phải không ạ? Cho nên thần dân vẫn bao giờ vẫn nghĩ rằng, vẫn cho rằng là chính những đức vua mà hiện hữu đó là hiền thân của các vị thần Vishnu, của các vị thần mà hiện tại bây giờ người ta đang tôn thờ. Và chính người ta họ cho rằng là Phật giáo Đại Thừa cũng như cũng cổ sĩ cái tư tưởng mà thần vương đó. Cho nên từ lâu nay thì các vị vua
của Phật giáo đã của Campuchia thì đều tôn sùng cái tư tưởng thần vương đó. Nhưng đến khi mà các cái vua mà của sau này khi chuyển sang cái Phật giáo Nguyên Thủy thì người ta đã hoàn toàn thay đổi. Và các ngôi từ viện lớn của Ấn giáo và Phật giáo Đại Thừa đã có hàng ngàn nô lệ để phục vụ chư tăng theo lối sống cao cấp của họ. Đây là một sự thật. Có nghĩa rằng là thời xưa thì quý vị biết rằng là thời xưa là nô lệ là điều đương nhiên rồi và điều bình thường, phải không? Thậm chí khi mà thực dân vào, phương Tây vào thì cũng bị nô lệ hóa nhiều lắm. Nhưng với Phật giáo, đối với Ấn Độ giáo, đối với ấy, thì người ta họ vẫn là trở thành những nô lệ. Bởi vì sao? Bởi vì là người ta cho rằng nếu là nô lệ của các vị thần thì đó là một ân sủng của họ, phải không ạ? Đó là niềm vinh hạnh của họ. Cho nên họ trở thành, và để phục vụ cho những vị thần đó, cho những vị mà họ tôn sùng như là thần đó, thì họ nghĩ rằng là họ sẽ được giải thoát, họ sẽ được tiêu tội, vân vân, phải không? Vì vậy cho nên là quý vị thấy rằng là ngay cả những ngôi đền của Ấn giáo và những ngôi chùa của Phật giáo Đại Thừa thì ở trong đó vẫn có hàng ngàn cái nô lệ để phục vụ, mà chúng ta đã từng học về cái vương quốc Angkor rồi, phải không? Chính ở trong đó đã có bao nhiêu người tu sĩ là một phần, nhưng mà cái nô lệ là rất nhiều. Thì chính vì vậy cho nên á, người dân Campuchia họ đã chán ngán chuyện đó. Đây là một trong những lý do để mà vì sao người ta chọn Phật giáo Nguyên Thủy. Ông William Hartley Hume Shawcross, một tác giả và cũng nhà bình luận người Anh, đã có nhận định trong tác phẩm gọi là Đức Tính của Từ Bi, Campuchia, sự tàn sát khủng khiếp và lương tâm ngày nay. Ông viết như thế này: Phật giáo Nguyên Thủy không giống như hầu hết các tôn giáo trước đây trong nước. Giáo lý của đạo này không bị áp đặt từ trên xuống mà được tuyên thuyết cho mọi người. Đạo này đơn giản, chẳng cần tu sĩ hay chùa chiền xa hoa, tráng lệ và ít lễ nghi. Các giáo đoàn tu tập khổ hạnh, độc cư, khiêm cung và nghèo cùng. Đó, ông ghi rất rõ. Và còn phải chăng đây cũng là những nguyên nhân để cho người dân Campuchia hợp với cuộc sống người dân Campuchia và giúp cho họ đi đến quyết định là chuyển hóa sang Phật giáo Nguyên Thủy. Cái tấm gương và mối quan hệ trực tiếp gần gũi của chư tăng với người dân đã bắt đầu làm cho người ta quên lãng quốc giáo ngày xưa và chùa chiền tồn tại lâu nay. Quý vị biết sao không? Khi đọc những đoạn này chúng ta có thể đưa ra một câu trả lời. Tại vì sao khi vương quốc Angkor sụp đổ, người ta đã hoàn toàn quên lãng luôn cả một cái hệ thống vương thành Angkor, đúng không? Mà mãi cho đến sau này cái ông người phương Tây khi nào mới phát hiện ra cái vương quốc đó nó nằm lãng quên ở trong núi rừng, phải không ạ? Phải không ạ? Thì đấy cũng là một trong những nguyên do vì sao mà người ta họ đã lãng quên. Họ hoàn toàn lãng quên và họ không muốn nhớ về nữa. Cho nên từ đời này sang đời nọ và cuối cùng thì đời con đời cháu vẫn mất đi rồi. Đâu còn ai kể lại những câu chuyện đó đâu, phải không? Đó. Thì vì vậy cho nên ở nơi đây chúng ta thấy rằng là những cái câu chuyện đây là người ta đã lãng quên về quốc giáo ngày xưa và các chùa chiền tồn tại lâu nay. Ngay cả một cái vương quốc đồ sộ như vậy đó, Phật giáo Nguyên Thủy vẫn luôn là niềm tin và sự an ủi to lớn đối với người dân Khmer cho đến năm 1975. Tất nhiên, kính thưa quý vị, năm 1975 đánh dấu cái gì biết không? Đánh dấu chính quyền Khmer Đỏ lên cầm quyền và họ diệt chủng. Việt Nam mình là cái một cái cột mốc lịch sử rất quan trọng, nhưng với Campuchia thì đó, chính quyền Khmer Đỏ lên cầm quyền. Đó. Và dân chúng đã nhẹ nhàng loại bỏ đi sự sụp đổ của cả một hệ thống tín ngưỡng
mang tính cao cấp trước đây vốn đã từng làm cho họ mệt mỏi và chuyển hướng sang đạo Phật giáo nguyên thủy nhẹ nhàng, nghèo khổ và khiêm hạ. Thế thì, kính thưa quý vị, ít nhất đến ngang đây, chúng ta cũng có thể biết được và chúng ta cũng có thể có được một cái câu trả lời cho một sự chuyển hóa mà nó mang tính đột ngột, nó mang tính toàn diện. Người dân nó thay đổi từ một cái Phật giáo đại thừa chuyển sang Phật giáo nguyên thủy như vậy, phải không ạ? Đó. Thế thì, tiếp theo, cái tình hình Phật giáo nguyên thủy nó như thế nào? Ông Chu Đạt Quảng, một vị quan và sử thần dưới thời nhà Nguyên của Trung Hoa, đã từng đến viếng thăm Hoàng triều Campuchia vào thời đó, đã ghi lại một sự hiện hữu của chư tăng Phật giáo nguyên thủy vào những ngày cuối cùng trước khi Angkor sụp đổ. Ông lưu lại Angkor Thom trong một năm từ 1296 đến 1297, trong một năm mà thôi, thuộc thế kỷ thứ 13. Và sau khi về nước, ông đã bắt tay viết cái bộ gọi là Chấn Lạp Phong Thổ Ký, ghi rõ từng chi tiết những điều mắt thấy tai nghe về thành đô, vương thất và phong thổ, nhân tình xứ đó, hành trình đi và đoạn đường đi qua, thậm chí còn cả về địa lý học. Và chính trong tập sách lịch sử này, ông đã có miêu tả cho chư tăng, miêu tả chư tăng nguyên thủy đầu trọc, mang y vàng và để hở vai một bên, đi chân trần khắp Campuchia. Ông cho biết thêm rằng chùa của Phật giáo nguyên thủy thì đơn giản, chỉ thờ một pho tượng Phật Thích Ca mà thôi. Pho tượng được phủ bằng lớp vải vàng. Chư tăng thì ăn thịt hay cá nhưng không uống rượu. Họ chỉ ăn một ngày một bữa, họ không nấu ăn trong chùa mà chỉ sống bằng khất thực. Và ông có nêu một số thông tin thú vị như sau. Kinh điển họ đọc tụng có nhiều loại khác nhau. Kinh ấy được chế tạo bằng một loại lá cò và chữ viết màu đen. Một số tăng sĩ vốn là cổ vấn triều đình, vì vậy họ có quyền được vận chuyển bằng kiều có cán giác vàng, được gắn lòng với tay cầm bằng vàng hay bạc và không có chư ni. Đó. Thì quý vị biết rằng là những cái thông tin này nó rất giá trị. Bởi vì thế kỷ thứ 13, chúng ta bây giờ là thế kỷ thứ 21, cách nhau 800 năm, không phải một hai ngày. 800 năm mà chúng ta đọc được cái thông tin này thì tuyệt vời vô cùng. Bởi vì những cái thông tin nói cách đấy cả 800 năm, cái lúc mà chúng ta không biết là chúng ta đang ở chỗ nào. Và bây giờ đấy chúng ta đọc được những cái thông tin này thì nó hay vô cùng. Đó, tí dụ như là đây. Một số tu sĩ là cổ vấn triều đình. Tất nhiên, các vị tu sĩ mà đối với đặc biệt nhất là những cái bậc cao đức đều bao giờ cũng là những vị mà được triều đình mời lên để mà làm những vị cổ vấn hay là làm quốc sư. Đó. Và rồi á, thì những vị đó là những vị chứ bao giờ cũng được cung kính, được tôn trọng cả. Mà quý vị biết rằng là tu sĩ bên Phật giáo Nam Tông, thầy đã từng chứng kiến ở Campuchia là ngay cả hoàng thân Norodom Sihanouk đương thời khi thầy dự lễ bên đó, là khi ông đến dâng cúng cho chư tăng, ông đều phải cúi đầu xuống và ông quy xuống đó. Chứ không phải nói ông vô mà không lại đâu. Mà chính đó là bày tỏ cả một sự khiêm hà vô cùng to lớn. Và chính hoàng thân cũng đã phải vào trong chùa để tu. Đó. Cho nên chúng ta mới thấy được rằng là hoàng tử Tamalinda, con của vua Rajavarman đời thứ 7, cũng đã vào chùa tu, để rồi sau này trở thành tu sĩ mà đi truyền, đi học sang Tinh Lan, truyền bá Phật giáo về cho đất nước Campuchia. Đó.
Cho nên vì vậy mà các vị tu sĩ được rất được kính trọng. Mà một khi được mời vào làm cố vấn ở trong triều thì những vị đó nó hoàn toàn khác những người khác. Cho nên là họ được cái gì? Họ có quyền được vận chuyển bằng kiều có cản giác vàng, quý vị thấy. Những cái thông tin này nó hay vô cùng và nó vui vô cùng. Ở chỗ là các vị tu sĩ tất nhiên nói thật là nếu là các vị tu sĩ mà được vận chuyển mà có bằng cản giác vàng như thế này á, thì họ sẽ mang tội. Bởi vì sao? Bởi vì là làm những cái điều như thế này làm cho họ tổn phước. Nhưng quy định đó là quy định của triều đình, quý vị hiểu không? Quy định đó là quy định triều đình. Mà những ông vua là ra lệnh là phải cung kính, phải là tôn trọng những vị đó. Cho nên mới tạo những chiếc kiều và thậm chí những cái cảng mà để khiến họ là giác bất vang, khiến họ đi. Đó, quý vị thấy. Cho nên là những vị này là những vị rất đặc biệt. Thì quý vị thấy rằng là thật sự ra bây giờ đấy mà những vị tu sĩ mà được khiến kiều mà gọi là cản giác vàng thì rất là hiếm. Nhưng mà cũng có thể là những vị tu sĩ mà được cúng kính tôn trọng thì với thời như thế này có thể là ngồi trên những chiếc xe được cúng đón trên những chiếc xe sang, phải không? Đó. Rồi tỷ dụ như là được gắn bằng lòng với tay cầm bằng vàng hay bạc. Và tất nhiên một thông tin khác mà chúng ta thấy rằng là đương thời thế kỷ thứ 13 ở tại Campuchia không có chư ni. Và cái thông tin đó với tình hình hiện tại bây giờ thì tại Campuchia nói thẳng cũng không có chư ni. Mà chỉ có những người nữ tu mà thôi. Những vị nữ tu đó họ mặc đồ trắng. Trong Phật giáo Miền Điện, cái lúc mà vua Anahuatha lên cầm quyền và kết hợp với Ngài Thiền A-la-hán để mà tìm bằng mọi cách để mà chuyển hóa thay đổi của Phật giáo Miền Điện á, thì cái biện pháp mà để ông gọi là chuyển hóa và làm bằng mọi cách để mà có thể rằng là giảm thiểu đi hoặc là có thể làm cho Phật giáo của Ari, cái giáo phái Ari nó không tồn tại nữa, ông đã dùng một hình thức. Quý vị biết hình thức gì không? Đó là ông bắt các vị tu sĩ phải mặc đồ trắng hết. Có nghĩa là gì? Ông biến những vị đó thành bạch y, có nghĩa không còn là tu sĩ nữa, hiểu không ạ? Bắt họ mặc đồ trắng hết và cho những vị đó đi ra làm lĩnh, bắt đi làm lĩnh hết. Đó. Thì cùng là một hình thức gì? Cùng hình thức là thôi bây giờ là vẫn biệt là để cho họ tu, nhưng mà đều là biện họ thành những người Phật tử, những người cư sĩ Phật tử thôi, chứ không còn là hình thức tu sĩ nữa. Thì trở lại vấn đề ở nơi đây, ông Chu Đạt Quảng đã đến Campuchia thế kỷ thứ 13 và ông ghi lại những cái gọi là những cái nhận định rất là rõ ràng như vậy. Tiếp theo một cái phần gọi là Phật giáo dưới thời Trung Đại của Campuchia nó như thế nào. Cái bộ gọi là Rina Kala Mali, biên niên sử của Chiang Mai, Thái Lan, có tường thuật liên quan về mặt văn hóa giữa Campuchia và Tích Lan vào thế kỷ thứ 15. Và bộ này nhận mạnh rằng năm 1967, năm sau kỳ lễ Đức Phật nhập Niết Bàn, tám tăng sĩ do Mahanana Siddhi từ Campuchia dẫn đầu với 25 tu sĩ từ Nabispura Chiang Mai của Thái Lan đến Tích Lan để thọ cụ túc giới do chư vị trưởng lão Tích Lan truyền thọ. Khi Angkor sụp đổ dưới sự tấn công của rừng rậm, trung tâm quyền lực của Campuchia theo Phật giáo Nguyên Thủy phải dời từ về phía nam, tức Phnom Penh ngày nay. Nguyên lai Phnom Penh là trung tâm thị trường nơi hai con sông Mekong và Tonle Sap cùng đổ về. Nguyên Phnom Penh được sáng lập khi bà Penh
tìm thấy bốn tượng Phật nằm trong cây Koki, tức như là cây dầu lai, đang trôi bồng bềnh giữa sông trong mùa mưa lũ. Bà mang bốn tượng ấy về và cho xây dựng ngôi chùa Wat Phnom để tôn trị Ngài. Bốn tượng Phật hướng về bốn phía rất quan trọng trong mô tả hình tượng của Phật giáo Khmer, đánh dấu ý nghĩa thiết lập một vương quốc Đức Phật tương lai, đó là Ngài Di Lặc, một đấng thường được đồng nhất thể với vua Phật của Campuchia. Quý vị thấy, cái tín ngưỡng Di Lặc hay. Mà vừa rồi thầy dạy trong Phật giáo Miền Điện, ông vua Anahata trong một số các tấm thẻ bài á, ông đã nói một câu như thế này rằng là tương lai khi mà Đức Phật Di Lặc tỉnh thức thì ta cũng sẽ nhập Niết Bàn. Có nghĩa rằng là ông cũng có một cái niềm tin đối với cái tín ngưỡng Di Lặc. Mà quý vị biết rằng là tín ngưỡng Di Lặc cũng đã từng tồn tại. Bởi vì người ta tin vào một cái tín ngưỡng mà tương lai Ngài sẽ thi hiện vào thời mạt pháp. Cái điều thú vị mà khi chúng ta đọc những cái thông tin như thế này á, đó là gì? Ngay cả trong Phật giáo thì vẫn tin về Phật giáo, về tín ngưỡng Di Lặc, đúng không? Ở đấy. Cho nên là quý vị thấy rằng là bốn cái tượng Phật như vậy nó mô tả của hình tượng Phật giáo Khmer, đánh dấu một ý nghĩa là thiết lập một vương quốc Đức Phật tương lai, đó là Ngài Di Lặc, một đấng thường được đồng nhất thể với vua Phật của Campuchia. Hình thức của Phật giáo dưới thời trung đại của Campuchia được giáo sư François Bizot và đồng nghiệp của ông thuộc trường Viện Đông Bắc Cổ nghiên cứu rộng rãi. Họ đã phát hiện các yếu tố mật chú nên gọi truyền thống này là Phật giáo Nguyên Thủy Mật Chú. Quý vị thấy, bây giờ chúng ta thấy điều này. Lâu nay mình cứ nghĩ rằng là Phật giáo Nguyên Thủy có mật chú ở trong, phải không? Mình cứ nghĩ Phật giáo Nguyên Thủy là thuần thôi. Nhưng ít nhất á, ngày xưa thầy đọc một số các cái những cái sách mà gọi là sách kinh tùng của Phật giáo Nguyên Thủy á, thì trong đó có phần gọi là Parita. Parita là chi? Là hồ chú. Parita là hồ chú, là những câu, tất nhiên là mình tạm gọi là những câu thân chú để mà giúp đỡ, để hộ trì cho cái người đó được bình an, được bất bình, được vân vân. Đó. Thì dẫu muộn dẫu không đi nữa, chúng ta cũng biết được rằng là họ vẫn có những cái câu thân chú, phải không ạ? Nếu theo ngôn ngữ của Phật giáo, của đại thừa của mình ấy, là những câu thần chú, nhưng họ dùng những câu gọi là parita thôi. Đó. Trở lại vấn đề, thầy xin thưa rằng là cái yếu tố mật chú này á, kính thưa quý vị, nó vốn ảnh hưởng của Phật giáo đại thừa, hiểu không ạ? Và yếu tố mật chú này nó vốn được truyền ít nhất là từ Tây Tạng sang, hoặc là ở đâu, hoặc là lưu lại, nó được truyền từ cái Phật, à từ không phải là Phật giáo mà của bên Ấn Độ giáo. Cho nên chúng ta đã học về cái gọi là các cái tu sĩ của giáo phái Ari rồi, mà các cái tu sĩ giáo phái Ari đó họ tu sĩ của Phật giáo đại thừa, nhưng mà họ tu tập theo hình thức mà nó mang ảnh hưởng của tư tưởng của Ấn Độ giáo và ảnh hưởng tư tưởng của Mật Tông Tây Tạng. Thế thì ở nơi đây, khi mà người ta họ nghiên cứu về cái Phật giáo Nguyên Thủy của Campuchia thì thấy trong đó phát hiện một số các yếu tố mật giáo. Và đương nhiên thưa quý vị, người ta gọi những truyền thống này, đó chính là Phật giáo Nguyên Thủy Mật Chủ. Mà bên tiếng Anh người ta dùng một từ gọi là Tantric Theravada Buddhism.
Sau năm 1431, khi các vua Campuchia thường xuyên bỏ ăn co vì người Xiêm sang xâm chiếm, hoàng triều đóng đô trên núi Udon, cách vài dặm về phía bắc Phnom Penh. Người Xiêm đã đột nhập từ phía tây và người Việt Nam xâm chiếm từ phía đông, làm cho đế quốc Khmer suy yếu dần. Quân xâm chiếm Việt Nam cố gắng đàn áp Phật giáo Nguyên Thủy, đây này cái đoạn này, và buộc người Khmer phải theo Phật giáo Đại Thừa, quý vị thấy đó. Nó có một cái thông tin này. À. Mặt khác, người Xiêm La thường đánh chiếm Campuchia theo định kỳ và nỗ lực đuổi sạch những kẻ không tin để bảo vệ Phật giáo Nguyên Thủy. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa hai thế lực có uy tín vẫn cứ tiếp diễn mãi cho đến khi người châu Âu xuất hiện vào thế kỷ thứ 16. Thì ít nhất để ngang đấy chúng ta cũng hiểu được một điều. Đó là sự giằng co và sự tồn tại, cho dù là Phật giáo Nguyên Thủy được xem như là quốc giáo, nó phát triển rất là mạnh tại Campuchia từ thế kỷ thứ 13 cho đến thế kỷ thứ 16, nhưng ít nhất trong đó vẫn tồn tại cái yếu tố của Phật giáo Đại Thừa, phải không? Và sự giằng co giữa hai tôn giáo này vẫn còn ở trong Phật giáo Campuchia thời đó. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy rằng là ít nhất chúng ta vẫn biết được rằng là trong Phật giáo Nguyên Thủy của Campuchia thời đó nó có yếu tố mật chủ. Và thầy tin rằng cho đến bây giờ cái yếu tố đó vẫn còn tồn tại. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay thầy xin phép được dừng ngang đây. Kính chúc tất cả quý vị một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.